Cô chào tất cả các con. Các con thân mến, trong bài học trước chúng ta đã biết tới tỉ số là gì, cách tìm tỉ số của hai số thông qua những ví dụ cụ thể. Đến với bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một số bài toán liên quan tới tỉ số. Trước hết, ta đi đến bài toán số 1. Tổng của hai số là 96, tỉ số của hai số là 3/5, tìm hai số đó. Với những bài toán như thế này, các con cần phải đọc, phân tích thật kỹ đề bài để xác định được những yếu tố đã cho và yêu cầu của đề bài là gì. Đề bài cho chúng ta biết là tổng của hai số là 96, tỉ số của hai số là 3/5. Yêu cầu là tìm hai số đó. Vậy thì với câu hỏi trên, đề bài này thuộc dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó. Trong hai số cần tìm, chắc chắn sẽ có một số nhỏ và có một số lớn. Ta dựa vào tỉ số này thì ta sẽ biết được số phần tương ứng với số nhỏ là gì, số phần tương ứng với số lớn là gì, để từ đó ta xây dựng lên một sơ đồ đoạn thẳng tóm tắt đề bài bài toán trên. Nếu cô coi số nhỏ là 3 phần bằng nhau thì số lớn sẽ là mấy phần bằng nhau như thế các con? Đúng rồi, số lớn sẽ bằng 5 phần bằng nhau như thế. Tổng của hai số, chúng ta sẽ thể hiện tổng của hai số này bằng 96. Tìm hai số đó, phần tóm tắt của cô sẽ thể hiện dấu hỏi chấm giá trị tương ứng với hai số này là bao nhiêu. Dựa vào sơ đồ đoạn thẳng trên thì liệu chúng ta có thể hình dung ra cách làm tìm hai số khi biết tổng và tỉ như thế nào hay không? Số bé chiếm 3 phần, số lớn chiếm 5 phần bằng nhau. Mà cho biết tổng của hai số. Muốn tìm ra được số bé thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra mỗi một phần bằng nhau này có giá trị là bao nhiêu. Để từ đó chúng ta sẽ nhân với số phần bằng nhau đó. Tương tự như thế, muốn tìm số lớn, chúng ta cần phải biết mỗi một phần nhỏ này có giá trị bằng bao nhiêu, rồi nhân với số phần, tức là nhân với 5 ở đây. Vậy làm thế nào để có thể tìm ra được giá trị một phần? Chúng ta dựa vào tổng này. Tổng này sẽ giúp cho chúng ta nghĩ tới một phương án. Đó là chúng ta tìm tổng số phần bằng nhau của cả hai số trên. Vậy thì lời giải của cô trình bày cho bài toán thứ nhất. Trước hết là cô tìm tổng số phần bằng nhau của số lớn và số bé, đó là cô lấy 3 phần bằng nhau cộng với 5 phần bằng nhau, tức là bằng 8 phần. Đơn vị ở đây là phần. Cô xin nhắc lại, tổng số phần bằng nhau ở đây là 3 cộng 5 và kết quả là 8 phần. Muốn tìm tới giá trị của một phần, cô sẽ lấy tổng của hai số này chia cho tổng số phần. Tổng cộng là có 8 phần. Mà 8 phần đó tương ứng với 96. Vậy muốn tìm giá trị một phần, ta lấy 96 chia cho 8. Đó chính là bước làm số 2. Giá trị một phần 96 chia 8 bằng 12. Thì trong trường hợp này chúng ta không để đơn vị. Khi biết giá trị một phần ở đây là bằng 12, mà tổng cộng số bé có mấy phần các con? Có 3 phần. Vậy chúng ta sẽ lấy 12 nhân với 3, gấp lên một số lần. Vậy khi đó số bé sẽ là 12 x 3, kết quả là 36. Tương tự như thế, giá trị một phần ở đây là 12. Số lớn có bao nhiêu phần tất cả các con? Có 5 phần bằng nhau tất cả. Vậy chúng ta sẽ lấy 12 x với 5. Và một cách làm khác để chúng ta tìm ra được số lớn, khi chúng ta đã biết số bé bằng bao nhiêu, biết tổng số bằng bao nhiêu, chúng ta lấy tổng trừ đi số mà các con đã tìm được. Tức là 96 trừ đi 36. Đó cũng chính là cách làm để chúng ta tìm ra số lớn trong trường hợp này. Và đều thu được giá trị cho số lớn là 60. Sau khi chúng ta tính toán xong, tất nhiên với một bài toán cụ thể thì các con cần phải có phần đáp số kết luận. Số bé là 36 và số lớn bằng 60. Thông qua ví dụ trên của cô, các con hãy rút ra cho cô các bước để chúng ta tìm ra được hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó. Bước số 1 chính là gì đấy các con?
chúng ta tìm tổng số phần bằng nhau. Bước số 2 là giá trị của một phần. Bước số 3, tìm số bé. Bước thứ 4, tìm số lớn. Và tất nhiên cuối cùng là đáp số rồi. Cô xin nhắc lại, cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó thông qua những bước sau. 4 bước. Bước số 1, tìm tổng số phần bằng nhau. Bước số 2, tìm giá trị một phần. Bước số 3, tìm số bé. Bước số 4 là tìm số lớn.